Khâu Anh, Khâu Anh. Khâu Anh, có một vài chuyện chúng ta có thể nói rõ với nhau không? Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng mà có một vài chuyện không giống như những gì em thấy đâu. Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, có được không Khâu Anh? Xin lỗi, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Muốn khóc thì cứ khóc đi, có thể xem như không có tôi. Ra ngoài hít thở chút không khí đi. Tốt hơn chút nào chưa? Cô chia tay với Quý Hướng Không rồi à? Chúng tôi vốn không ở bên nhau. Vậy thì tốt. Bây giờ trên mạng đang có rất nhiều người mắng cô đấy. Bùi Hy, tôi cho rằng bình thường anh chỉ biết chơi eSports, vốn sẽ không đi xem mấy tin đồn trên mạng. Tôi chỉ quan tâm đến cô và Lý Hướng Không. Bùi Hy à, cảm ơn anh. Bây giờ tôi thấy tốt hơn rồi. Ngày mai anh còn có cuộc thi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước đây. Khoan đã, nếu cô cần, tôi có thể làm bạn trai của cô. Con gái thích anh nhiều như vậy, anh không cần phải lãng phí tâm tư trên người của tôi. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không hề thích cô. Tôi chỉ mong sau này cô đừng làm phiền Quý Hướng Không nữa. Tôi làm phiền Quý Hướng Không? Bây giờ thời gian chuẩn bị thi đấu rất gấp rút. Cậu ấy đã tiến vào nhóm thua cuộc rồi, không thể thua nữa. Chỉ có hai người sẽ chỉ ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi làm bạn trai cô, dân mạng sẽ không bắn cô nữa. Như vậy cậu ấy cũng có thể yên tâm chuẩn bị thi đấu. Bùi Hy, anh vì Quý Hướng Không mà chịu làm bạn trai tôi, đầu óc của anh cũng lạ thật đó. Cậu ấy là người tôi xem trọng nhất. Tôi mong có thể giao đấu với cậu ấy thêm một lần nữa. Anh cứ coi trọng là có thể hy sinh bản thân mình sao? Cũng đâu phải là bạn trai cô thật. Chút hy sinh này tôi bằng lòng. Vậy anh coi trọng anh ấy như vậy, sao còn đẩy anh ấy khỏi lì xem? Tôi đâu có. Ban đầu tôi gia nhập lì xem chính là vì cậu ấy. Điều kiện tôi gia nhập Lì Sen là Quý Hướng Không có thể tiếp tục làm đội trưởng. Nhưng mà Triệu Dương lừa tôi. Khi tôi biết được chân tướng muốn rời đi, thì Quý Hướng Không nói với tôi thế nào mới là trách nhiệm một tuyển thủ chuyên nghiệp nên có. Không được tùy tiện bỏ mặc đồng đội. Vậy sao anh không giải thích? Tôi không biết. Tất cả bọn tôi đều cho rằng là anh đẩy Quý Hướng Không đi. Người khác nghĩ thế nào tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn để Quý Hướng Không biết
Anh ấy biết là được rồi. Nhưng mà mọi người cũng không cho tôi cơ hội này. Anh nói lời âm mộng lữ nhân, anh vừa đưa đồ ăn vừa đưa đồ uống, là vì muốn nói chuyện với anh ấy. Được rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh ấy. Tiếp theo cô định làm gì? Chất vấn với người ngoài giới, cô định đối phó thế nào? Có lẽ cô thực sự cần một người bạn trai làm lá chắn. Vậy cũng không cần làm phiền anh đâu. Hay là anh làm bạn thân khác giới của tôi đi. Vẻ mặt gì vậy? Nếu tôi mang theo cái kẹo mút thì được rồi. Còn kẹo mút gì? Tôi về đây, mau vào đi. Khóa máy cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Nếu không, dù sao cũng phải nghĩ cách đối mặt. Những gì nên nói em đã nói cả rồi. Em không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy. Tình cảm bao nhiêu năm, ai cũng không thể nói là bỏ được. Hơn nữa cô ấy cảm thấy vấn đề giữa hai người là cô ấy không thể công khai chuyện tình cảm giữa hai người. Anh Tôn, chẳng lẽ em cũng phải nói rằng em và cô ấy đã chia tay từ lâu trước mặt mọi người sao? Cậu vẫn tâm làm vậy ư? Trên bảng nói công ty của cô ấy đã dừng tất cả thông báo của cô ấy. Bây giờ cô đứng ra nói hai người đã kết thúc. Không phải cô ấy sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong show biết sao? Sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ tiêu luôn. Nhưng không, anh phải làm sao? Cô ấy vô tội. Ba người đều vô tội. Dù bây giờ cậu làm thế nào, lựa chọn thế nào, cũng sẽ có một người phải tổn thương. Thậm chí là cả ba người. Đặt tâm tư lên vòng chung kết đi. Thua trận này không trách cậu. Kỳ diệt đó sức bộp chợp. Tốt ở chỗ vấn đề đã lộ diện, phải tích cực đối diện giải quyết. Nhưng mà các cậu không thể thua nữa. Em biết rồi. Bây giờ người chịu áp lực lớn nhất chính là chị Tôn.